Anh cảm ơn nha. Dạ dạ dạ, thương anh, thương anh. Đây đâu hơi lúng phúng mà cạo đâu không? Ê, anh nhắc mới nhớ giờ chắc phải quá giờ đêm rồi hả anh? Đúng rồi, quá đêm rồi. Không ra rồi. Đâu ra rồi. Ra là anh cũng vậy nè. Đúng rồi. Cạo đi bé. Cạo thôi. Cạo đi. Phải cạo anh cạo chưa? Cạo nó bị chày thì sức dầu nha. Hết mí cho tỉnh. À thì ra đó là cái con bồ. Anh chùi vô con mắt em được không cho nó tỉnh? Không chùi vậy em ngủ luôn. Anh ơi, anh có gì không? Có gì cho anh không? Em nghĩ là điều này rất cần thiết với anh. Ừ. Anh đi quay nhiều, anh cũng cần protein này kia nọ. Đúng rồi, anh đuối rồi. Gửi cho anh hai bịch chân gà rút xương. Ủa cái vỏ em sang quá, em đựng cái gì không vậy? À, anh cần nữa không? Xê sủi. Trời ơi. Anh là chắc em nghĩ là anh trúng số rồi đó. Giống cái tạp quá quá vậy. Giống như là đi bán hàng vậy. Thằng giấy ướt. Hay quá, tặng mấy đứa. Anh làm này làm em được cái tặng. Bây giờ em đi bán hàng rong đây là em thu được một số tiền đó. Để em ngồi đó đi là giống luôn. Bài hàng. Kìa, yeah, anh Sái hỏi là em vũ đạo ok không? Dạ em tập thấy ok anh ạ. Em này anh làm tấm gương. Có. Ủa em? Anh không phải ngày xưa em hay bật tivi. Xong rồi em nhảy theo anh với cả 365 lắm. Đó, hồi xưa là đừng mình dùng từ hồi xưa nghe à. Nó xưa lắm phải không? Ấy là hồi xưa là nói ảnh già rồi. Ý là mấy năm trước. Mấy năm trước. Dạ. Ừ. Cái này móc lên thôi đúng không? Anh có rồi, cảm ơn em. Nhắn ra đi. Nó hơi nguy hiểm. Ủa chụp hay quay vậy? Chụp. Dạ, thầy. Ai là danh hài ta? Không có, mình là hồn ca sĩ hết luôn á. Danh hài là tụi mình nè. Hello. Wow, đúng nhở? Anh ơi, không. Anh chắc nhảy không? Ok nè. Có nhóm nào thiếu người không ạ? Đây ạ. Ủa? Hút 2/7 ạ. Sao 7 người mà trên đếm có 2 người ạ? Tại vì bài này khó quá. Không có nhìn qua đây vậy chắc không phải bài ảnh rồi. Hôm nay cũng có 2 người vậy? Ý là có nhìn qua đây nhưng mà lý chỗ khác đúng không? Đúng rồi. Đây còn thiếu một người anh. Đây còn thiếu một người này. Hôm nay cũng có 2 người vậy? Em có nỗi đau nào không? Có nỗi đau à? Thôi. Em về đội không quan tâm. Ôi! Hoan nhưng mà tụi tôi muốn kiểm duyệt chút xíu. Em thì cho em bằng chứng đi. Đâu vậy? Phải đưa ra. Móc ra. Bộ tiêu đúng không? Đúng rồi, ai cũng có. Màu hồng. Bây giờ mình nặn nha. Ok. Nặn nha. 1, 2, 3.
Ờ nhưng mà rút nhầm nó khác. Tiểu phẩm quá. Đây. Trời ơi nó nói thiệt. Trời xin lỗi nha, xin lỗi vì anh em không tin em. Rồi chào mừng anh nha. Nãy giờ nhiều tiểu phẩm quá trời, bây giờ tôi anh phải bên mình check kỹ. Bên mình là đủ luôn rồi đúng không? Đủ rồi đó anh. Mình kè rồi đó. Chờ anh thôi đó. Kìa, anh Sái hỏi là em vũ đạo ok không? Dạ em tập thấy ok anh ạ. Em này anh làm tấm gương. Có em. Anh không phải ngày xưa em hay bật tivi. Xong rồi em nhảy theo anh với cả 365 lắm. Đó, hồi xưa làm... hồi xưa là đừng mình dùng điện hồi xưa nghe à. Nó xưa lắm phải không? Ấy là hồi xưa là nói anh già năm, rồi. Ý là mấy năm trước. Ừ, mấy năm trước. Dạ. À, chưa rồi. Em móc ra đi, tụi tôi mới tin em được diễn xuất nữa. Trước tiên thì nói chung là tới với tất cả anh em ở đây có món quà với anh em cái. Ừ, có quà luôn. Dao cạo râu, dao cạo râu, dao cạo râu. Chúc anh là cạo râu nha. Cạo lâu lấy khách sạn. Ơi, em biết anh là đổ mồ hôi đó, đang đổ mồ hôi luôn. Bốn bịch khăn giấy. Ủa cái túi sang vậy mà đựng toàn mấy cái đồ này thôi hả? Cái đồ này thôi là sao anh? Chưa đâu. Thì giờ mình có quạt của trà mật ong bông cha. Thì thật tuyệt vời nó, nhưng mà cho một em người anh Tú kìa. Anh Tú nổi đủ mồ hôi nhiều. Không phải đâu, anh đủ người rồi em ơi. Nhờm ốp điện thoại. Dưa leo. Dưa leo. Vậy là có sự phẩm nữa không? Là giờ mình có đúng thật sự là cái người đội này không? Ngon. Sướng lắm mọi người ơi, Negip đã la lên một cái á mà tất cả mọi người đều nghe. Tại vì bài Don't Care là một bài rất là hay, thật sự. Rồi là có rapper rồi đó. Duyên số thôi, Negip là trong team của Isaac và bây giờ cũng là trong team của Isaac luôn rồi. Em biết anh là đổ mồ hôi đó, bốn bịch khăn giấy. Trong team hả? Nói nào ngay, tụi tôi cũng chưa bao giờ quên được nhau. Tôi có xem tất cả những bài phỏng vấn của anh, lúc nào anh cũng nhớ về tôi cả. Cũng yêu. Nói gì nữa, khen nhiều quá cũng biết ngại. Nói chung là bị đỏ cái tai nè. Có gì chương trình về tôi thì mấy lỗi tai xíu. Mặt đổ dầu quá mà không có thuốc khăn giấy. Anh cảm ơn nha. Dạ, thương anh, thương. Còn anh không? Đây đâu hơi lúng phúng mà cạo đâu không? Anh nhắc mới nhớ giờ chắc phải quá giờ đêm rồi hả anh? Đúng rồi, quá đêm rồi. Không ra rồi. Đâu ra rồi. Ra là anh cũng vậy nè. Đúng rồi. Cạo đi bé. Cạo thôi. Cạo đi. Phải cạo anh cạo chưa? Cạo nó bị chày thì sức dầu nha. Hết miếng cho tỉnh. À thì đó là cái anh bồ. Anh chùi vô con mắt em được không cho nó tỉnh? Không chùi vậy em ngủ luôn. Toán bộ. Anh ơi, anh có gì không? Có gì cho anh không? Em nghĩ là điều này rất cần thiết với anh. Ừ. Anh đi quay nhiều, anh cũng cần protein này kia nọ. Đúng rồi, anh đuối rồi. Gửi cho anh hai bịch chân gà rút xương. Ủa cái vỏ em sang quá, em đựng cái gì không vậy? Anh cần nữa không? Xê sủi. Trời ơi. Anh là chắc em nghĩ là anh trúng số rồi đó. Giống cái tạp quá quá vậy. Giống như là đi bán hàng vậy. Thằng dây ướt. Hay quá, tàn mấy đứa. Anh làm này làm em được cái tặng. Bây giờ em đi bán hàng rong đây là em thu được một số tiền đó. Để em ngồi đó đi là giống luôn. Bài hàng cái này không cần, em cho anh xin cái đồ hít mũi được không? Anh bị tắc mũi. À, đồ hít mũi. Dầu. Nè. Trời ơi sao chưa xong mà. Thiếu một bài kia, thiếu một bài thứ năm. Nhóm mình là có mấy chiến thần nhảy nhót rồi anh? Dạ, đang nhìn qua nè. Một chiến thần rồi nè. Nhắc tới là phải gãy đầu trước cái mới nói chuyện được. Đề ghép thì nhảy gì á chứ anh không biết phải là nhảy nhót không? Slot nào còn trống rồi. Anh là một người có kinh nghiệm rồi. Năm gia sau này anh chưa muốn rồi. Gom thì cũng là những người. Vậy thì anh ấy chọn nguyên làm đội trưởng đi. Được rồi. Bây giờ lứa trẻ bây giờ cần được vươn lên đúng không? Chứ để mấy người. Tại sao? Nhưng mà đó, nó dấp quá không làm đội trưởng được. Chắc vậy mình chết rồi. Với độ nóng này, mình không biết là show đêm nay mấy giờ sẽ hết. Bởi vì các chàng trai này so hot. Nè, khoan, xí, cho tôi một phút, yên lặng, bình tĩnh lại. Cho tôi hỏi thật sự là, ở đây ai là fan của ai vậy hả? Khoan,
Từ từ, tôi đọc tên lại lần nữa để tôi coi ai vỗ tay to hơn nha. Tại vì tôi thấy là âm lượng là gần như nhau. Cho tôi nghe lại một lần nữa, ok. Ai là fan của Negip ạ? Rồi đi, lớn lên, lớn lên, lớn lên. Ok, ok. Đúng rồi, phải vậy đó. Ok. Ai là fan của Gin Tuấn Kiệt ạ? Ai là fan của Quán Hùng ạ? Ai là fan của Isaac ạ? Anh Thành em áp lực quá, em ở cuối anh Thành ơi. The last one. Ai là fan của Vũ Thần ạ? Trời ơi người. Em Lai ơi, anh hỏi thiệt em là thần thánh phương nào mà em có cái sức cuốn hút gì mà dễ sợ vậy? Dạ chắc là em may mắn là em đứng cuối hàng thôi. Mà lúc nào cuối hàng thì em nghĩ là sức nóng của mọi người cũng đâu tập trung về đâu, đây. Mọi người vỗ tay cho Thịnh đi mà. Ở mọi người nhiều lắm ạ. Cho hỏi đội trưởng Isaac là với một cái độ tuổi mà cách xa mọi người như vậy thì mình có khó khăn gì trong việc connect mọi người lại không? Đội em đổi đội trưởng rồi, đội trưởng mới đây là Negip. Negip. Ủa vậy hả? Sao vậy? Ủa? Em thấy em ơi, em làm được gì cho nhóm? Dạ em nhảy cũng hay, hát cũng hay mà chơi rap cũng đẹp. Nhưng anh thấy là đội trưởng này cọc quá, nói chuyện chân mày câu quá. Ôi vậy ha, đem nhả rồi bớt. Cho hỏi nhóm em là tinh thần thế nào ạ? Dạ tinh thần của tụi em là chơi vui vẻ nhưng mà thắng thì càng tốt. That's good, that's good. Nhảy bên chương trình gửi chưa? Khó đấy. Khó ha. Mình cứ tập đi rồi sau đó anh với đi nào sẽ cùng coi lại, làm cho động tác của nó tinh gọn lại á. Dạ, em chắc là phải bơi rồi. Bơi theo anh em. Quăng theo cái phao. Ủa, nhưng mà em đã có kinh nghiệm nhảy rồi đúng không? Là em cũng chưa nhưng mà em sẽ cố gắng. Ủa gì nhớ có ai có kinh nghiệm nhảy rồi em? Em chưa. Nhóm mình là có mỗi hai anh sơ. Ủa? Thì tôi cũng chân thận đó, tại vì thực ra là tôi cũng coi Vũ Thịnh trên TikTok thấy cũng nhảy dữ lắm. Nói chung là mọi thứ là cái sự tưởng mở của tôi thôi. Negip, để giặt chuông em luôn này, hay ghê không? Phần cứng. Dạ, alo anh. Em yêu đâu rồi? Negip ơi, mấy tiếng em tới. Trời ơi, đợi em xíu anh ơi, trời ơi, kẹt xe quá à. Cho em xin lỗi nha. Ok, bye. Dạ, ok. Những hôm thu âm thì nó không tới trễ người ta. Có anh ạ, lúc nào đi chế. Ủa vậy hả? Chết rồi, thì phải phạt tụi nó rồi. Ôi! Đúng giờ không? Đúng giờ không? Em trễ giờ vậy còn tiểu phẩm nó hết đất 30 cái. Ý! Ơ! Negip à, xin lỗi cả nhà. Ủa đây này. Thật ra thì cũng kẹt xe, cũng nhiều thứ lắm, chứ không phải là tại vì em cố tình đi trễ đâu. Dạ. Vô thấy mọi người cũng ngồi đủ hết rồi thì thật sự lòng rất đau. Bây giờ mình phải tập cái tổ hợp của chương trình bắt buộc. Tại vì cần phải biết trình độ khả năng của mấy bạn ra sao. Đừng có liếc vậy, nói chuyện nhìn thẳng đi, đừng có liếc. Vậy thì bây giờ mình vô tập đi ạ. Bùm 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 bùm. Mình bớt tưng được không? Làm riết nó quen đó. Phải, thằng bé nó không có tưng đâu anh. Mà cái trong người nó tự tưng. Đúng rồi, trong người có cái lò xo á anh. Đâu ra em làm lại xem, em làm 2, 3. Trong lúc tập luyện mọi người thì rất là hay quăng miếng để cho cái không khí cái buổi tập nó vui vẻ hơn, nó gắn kết hơn. Trời ơi, thấy cái nhóm này là nít dữ nhiều á. Tập không nó tập nó tấu hài không à. Anh nói thiệt, mấy đứa có sợ bị loại không? Ôi chết, sao căng quá vậy? Có vẻ đẹp trời cũng khá là nóng. Cái câu chuyện là khi nhảy nhóm á, là mình phải nhìn nhau, phải tự động mình chỉnh lại để cho đều hết tất cả mọi người. Lại okay, nha. Anh lại nữa ráng nè mọi người. Nói chung là mình tập cái gì mình thuộc cái đó mình mới move on tiếp, chứ không thôi là nó sẽ rối hết. Đếm lại đi Nhi, Nhi đếm lại mà. Đi. Lan Nhi dựng bài này rất khó. Khó kinh khủng khiếp luôn mà Isaac nó hơi chết. Sao mấy bạn này nhảy được? Cảm thấy như là em đang bơi ở ngoài biển vậy. Negip thật sự rất lo cho team mình. Chưa ổn, làm lại lần nữa. Đã chế để nói còn nêu. Thi, khoan, chưa đều. Nè, dáng Thịnh hơi sai nè. Một động tác thì ảnh có thể tập lại khoảng 12, 14 lần. Chỉ là đúng một cái này thôi. Một cái này thôi là phải làm cho đều. Trong tổng thể bài hát thì mình nghĩ là sẽ rất nhiều đoạn khó. Nhưng mà mình không nghĩ là cái đoạn đó là cái đoạn khó nhất. Lại đi. Bản thân Isaac đã OCD và overthinking rồi cho nên Isaac lo rất là nhiều. Isaac muốn là khi mà đã xuất hiện rồi thì cái phần biểu diễn nó phải hoành tráng nhất có thể và nó phải thể hiện được cá tính, tinh thần của team Isaac. Ok. Tuyệt vời. Vion, phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.